Khánh Chi và Minh Tuân. Xin gửi đến khán giả của chương trình Come Out lời chào yêu thương và lời chúc tốt đẹp nhất. Chị, lúc trước ở trên mạng xã hội có một cái clip rất là hot về một người cháu mà đút cho bà của mình ăn, rất là dễ thương. Không biết chị có xem không? Chị đã xem ra clip nào rồi. Một người cháu rất là dễ thương và đút cho bà ăn, mà hình như là cụ già này tới 80 mấy tuổi đúng không? Đúng, đúng chị. Mà cái clip này rất là hot trên cộng đồng mạng. Dạ đúng rồi, chị muốn gặp nhân vật chính của clip đó không? Muốn chứ. Rồi, vậy hôm nay em mời bạn ấy đến đây để nói chuyện với bọn mình. Mình con trai, nó cũng con trai và mình thích nó rồi làm sao? Nếu mà nó đồng ý thì không sao, mà nó không đồng ý thì tình cảm của hai đứa lại sứt mẻ. Em kìm nén lại cái cảm xúc của mình, em dằn lại. Em sợ lắm. Trước khi mời mọi người cùng tham gia cuộc nói chuyện này thì chúng ta hãy xem lại một đoạn clip ngắn sau đây. Qua năm gì trước tôi có mua cho nó cái điện thoại, nó đọc tin đọc báo cho tôi nghe, nó đọc nó kể về thế giới thứ ba, nó giải thích cho tôi nghe, tôi cũng cho nó qua tuôn rồi thôi. Cái điều nhớ nhất là nó kể chuyện cho tôi nghe hai con gà trống nó đẻ trứng. Lúc đó tôi cười, cãi lại với nó, nói sao mà hai con gà trống nó đẻ trứng. Vậy tôi không chịu, cự nó, gầy nó đó. Xin mời vị khách mời của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào em. Em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, xin chào toàn thể các bạn đang xem chương trình Come Out ạ. Em tên là Tạ Công Bằng và em đến từ thành phố Cà Mau. Và hiện tại thì em được 17 tuổi 10 tháng. 17 tuổi, quá trẻ chị ơi. Còn rất là tin, rất là trẻ. Thế sau khi xem clip á, anh có thấy bà chia sẻ là em kể cho bà nghe câu chuyện về hai con gà trống mà đẻ trứng. Dạ đúng thì, rồi. Thì lý do vì sao em lại chia sẻ câu chuyện rất là gần gũi như vậy? Nói chung là không thể nào mà nói những cái ví dụ mà xa vời quá thì bà em sẽ không hiểu. Tại vì bà em là đã già rồi, bà em đã lớn tuổi lắm rồi. Nên là em phải dùng cái những cái ví dụ mà phải gọi là chân thực nhất, gần gũi nhất. Thì mình nói những cái ví dụ mà cao siêu quá, hai thằng đồng tính, hai thằng con trai thích nhau, thương nhau như vậy thì bà em sẽ không hiểu. Em phải tìm mọi cách nè, em phải đưa cho bà từ thấp đến cao. Chứ không thể nào mà đưa bà từ một cái vô mà ào ạt vô là nói là nội ơi, cái giới tính của con là như vậy. Thì nói gì em sợ bà em sốc. Em không ngờ em nghĩ ra được câu chuyện đó luôn. Ủa, đấy là câu chuyện bịa. Câu chuyện bịa. Dạ, câu chuyện bịa. Ý nó là hai người con trai yêu nhau thì bây giờ lấy ra hai con gà đực đẻ trứng. Là hai người con trai lấy nhau là đẻ trứng đó. Hai người con trai lấy nhau là đẻ trứng đó. Giống như nói cho bà nghe, bà thắc mắc là lý do tại sao tự nhiên hai con gà đực đẻ trứng được. Ý đem câu chuyện kia ra để nói về mình. Nhưng mà nếu mà em đem một câu chuyện không có thật á, thì em chỉ nghĩ là khi mà bà nói ở cái đấy làm gì có thật trên cuộc đời. Thì đúng rồi, bà em cãi lại. Yeah. Bà em cãi lại, cự cãi lại. Như cái đoạn clip mà từ đầu mà chương trình đã mở phát lên thì bà em nói là tôi đâu chịu đâu. Tôi cãi lại, tôi nói là làm gì hai con gà trống mà nó đẻ trứng được. Đó là lúc đó là bà em cãi lại liền. Bà em lúc đó vẫn còn minh mẫn về cái vấn đề là hai con gà trống. Theo anh được biết á, thì em được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Thì em có thể chia sẻ cái hoàn cảnh đó cho hai anh chị và mọi người được biết không? Ba em thì mất khi hồi đầu năm 2007. Còn má em thì mất cuối năm. Nên là lúc em 7 tuổi. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó thì em cảm thấy là em buồn tuổi lắm. Thì mà nó là chưa biết cái giới tính mình. Dạ, đúng không? Rồi. Có thể nói là bà nội là người đã đỡ đầu chăm sóc cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, tính từng cái giọt sữa. Em biết là khi mà ba mẹ em mất á, là gánh nặng đã chồng chất lên vai của bà em. Bà em mới nói á, là từ ngày xưa á, thì bà em đã phải nuôi mười mấy đứa con mà. Cái thời đó thì bà em cực khổ lắm mà. Em cảm nhận là bà em cực khổ rất là nhiều. Bà nói là lúc trước tôi mắc nợ con, bây giờ tôi mắc nợ cháu. Thì em nói là trời, bây giờ không biết làm sao hết á. Em chỉ là tự thúc đẩy trong lòng mình. Em nói là bằng phải cố gắng lên để mà tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình sau này. Hoàn cảnh gia đình của em lúc đó chắc rất là khó khăn à. Dạ đúng rồi. Sau khi mà ba mẹ em mất thì bà em 70 mấy tuổi mà phải lo cho một đứa cháu. Bà em mới bán tạp hóa ở nhà kiếm tiền cho em đi học. Thì lúc đó thì em cảm thấy là bà em quá nhiều rồi, chịu đựng quá nhiều rồi. Nên là em ý thức được cuộc sống của mình từ đó, nên là em mới biết tự lập từ nhỏ. Cái
khi nào em phát hiện ra cái giới tính thật của mình và cái sự thay đổi trong cơ thể của em cũng như cảm xúc của em? Khoảng 3 năm trước, tức là cuối năm lớp 9, làm bước vào lớp 10 thì em đã phát hiện ra giới tính của mình. Còn trước đó? Trước đó thì em vẫn bình thường như những đứa trẻ khác, như những thằng con trai khác. Em vẫn thích chơi đá bóng hay là chơi đá cầu đó, chơi những cái trò chơi rất là đàn ông luôn. Đến khi mà bước sang lớp 10 thì tại sao cái giới tính kia nó thay đổi thì em cũng chẳng biết. Em lúc đó thì em nhận biết ra được đó, mình lại thích son phấn. Không phải em theo trào lưu hay là theo một cái gì đó gọi là bắt chước hay là theo phong trào gì hết. Cái đó thì lúc đó em phát hiện ra được cái giới tính của mình khác với mọi người, và em thích người con trai, người đồng giới, người cùng giới với em. Mà trước đây chỉ có 3 năm thôi mà đúng. Em thay đổi như vậy. Dạ đúng rồi. Còn trước đó em vẫn bình thường và dạ, em đúng. Cũng không thích ai hết. Dạ đúng. Nhưng mà cái người mà bạn em thích đầu tiên là lúc năm nào? Cái người mà em thích đầu tiên thì có lẽ là bước vào năm 11 chị. 11 là cách đây mấy năm? Dạ cách đây 2 năm. 2 năm bắt đầu dạ. Em mới có thích đúng một rồi. Bạn trai khác. Lúc đó thì gọi là tình yêu đầu đời, tình yêu chớm nở đó chị. Mới tình đầu của tôi. Thì kiểu như là tình yêu con nít thì em thấy là em cảm giác là em thích bạn đó lắm. Mình con trai, nó cũng con trai và mình thích nó rồi sao? Ví dụ mình lỡ mình nói nó giờ tao thích mày gì đó. Nếu mà nó đồng ý thì không sao, mà nó không đồng ý thì tình cảm của hai đứa lại sứt mẻ. Em không thích vậy. Nên là em không dám nói, em kìm nén lại cái cảm xúc của mình, em dằn lại. Em chỉ biết giới tính của mình như vậy, em biết em thích bạn đó. Cái tình yêu đầu đời, cái tuổi 17 của em là em, lúc đó là em thích bạn đó lắm nhưng mà không dám nói. Em sợ lắm. Rồi sau đấy bạn ấy có biết không? Dạ sau này thì em nghĩ là chắc bạn đó biết, nhưng mà bạn nó cũng nín thinh, kiểu như là im lặng, giữ im lặng để là giữ được cái tình cảm của hai đứa. Có bao giờ chị Khánh Chi rơi vào cái cảm giác yêu đơn phương như bạn này không? Khánh Chi thì ngày xưa thì có yêu đơn phương, đương nhiên lúc đó mình còn làm con trai mà, tâm hồn mình là con gái thôi. Nhưng mà khi mình gặp một người con trai mà đẹp trai mình thích, nhưng mà mình cũng vẫn không dám nói ra, tại vì đâu phải con gái nào sao dám nói ra. Nếu mình nói ra bạn đó người ta không chấp nhận thì mình sẽ mất đi người bạn luôn, nên mình chỉ yêu đơn phương thôi. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra. Nhưng mà cái vấn đề của em là chị hơi thắc mắc là tại sao lúc nhỏ em nghĩ em vẫn là con trai, nhưng mà cách đây khoảng 3 năm em mới phát hiện là em thích son phấn. Còn như chị là chị thích son phấn đầm kẹp bông tai từ lúc nhỏ. Có lẽ là em không phải là giới tính của em phát hiện từ trước, có thể là từ khi sinh ra em đã như vậy rồi, nhưng mà em vẫn chưa phát chưa hiện được. Được. Dạ đúng rồi. Đến khi mà một cái độ tuổi nào đó nhất định đủ khả năng và đủ nhận thức để mình biết được là mình đã được cái giới tính như vậy đó, là mình nhưng phải mình đón nhận biết. Nó. Dạ đúng rồi, mình phải đón nhận nó chứ mình không thể nào mà từ chối nó được. Tại vì giới tính là giới tính của mình. Mình không có quyền lựa chọn giới tính của mình gì. Thì sau khi mà được bà sắm cho một cái điện thoại thì em dần dần em lên mạng, em xem, đọc báo. Em đọc mấy cái trang báo về LGBT, chia sẻ giới tính. Có lẽ là cái lý do mà không được tiếp cận với điện thoại nên là em chưa phát hiện được giới tính của mình. Sau khi mà em phát hiện ra là mình thuộc thế giới thứ ba nhá, theo như em biết là ở những cái vùng quê á, thì cái khái niệm này còn rất mới. Dạ, nên họ sẽ đón nhận nó bằng những cái khá là tiêu cực á. Thì phản ứng của hàng xóm và những người thân quen của em á, họ như thế nào đối với em? Em lúc đó thì cũng tô son chét phấn, tính tình lại dịu dàng như con gái vậy đó. Lúc đó em đã tha son rồi hả? Dạ. Thích trang điểm mà. Dạ thích trang điểm, nhưng mà em chỉ trang điểm này mặc đồ con trai. Dạ đúng rồi, em trang điểm nhợt nhạt thôi. Cái đó là như là cái sở thích của mình, sở thích. Muốn tô điểm vậy thôi. Xong rồi em bước ra đường thì em bị người này người nọ chỉ trích. Hàng xóm nói á, cái đồ BD, cái đồ bệnh hoạn. Trời ơi, vô phước lắm, vô phước, vô phần lắm mới có thằng cháu thằng con như mày. Bà em đã dạy em từ nhỏ là người lớn nói thì mình phải biết lắng nghe, không được trả lời lại. Nên là em im lặng, em tìm cách im lặng nhưng mà em sợ. Em sợ gì? Em sợ nhất là khi mà bà em phải nghe được những cái lời dèm pha, những cái lời chỉ trích đó từ hàng xóm láng giềng. Hôm nay em im lặng. Dạ. Em chấp nhận người ta, mặc dù người ta nói em gì nhưng mà em vẫn chấp nhận, em không có chống cự lại. Dạ. Chị Khánh Chi có thấy đấy là một cái biểu hiện đúng không? Khi mà mình chỉ có thể lắng nghe và mình không thể nào phản bác lại. Chứ bây giờ người ta ghẹo là, thí dụ người ta kêu là BD. Đúng rồi, xưa người ta hay gọi dạ, vậy đúng không? Rồi, dạ. Thì bây giờ bạn nói gì giờ? Thì cũng phải chấp nhận thôi. Có những cái lời mà miệt thị, ví dụ như là vô phước, vô phần. Đúng rồi. Mà theo như cái cách giáo dục chung của mình á, là thường là người lớn nói thì trẻ con không được nói lại. Cái này rất là bất công. Vâng, em thấy nó bất công. Rất là bất công. Người ta chỉ biết là miệt thị, nhưng người ta không biết được khi mà người ta nói những cái lời nói đó thì những người như bạn
đau khổ tổn thương như thế nào. Họ chỉ biết họ chỉ miệt thị thôi, chứ không biết cảm xúc người khác như thế nào. Em nghĩ là chị hiểu cái vấn đề này á, tại vì chị đã từng bị rất nhiều anti fan công kích mình á, và họ quên là cái sức mạnh của lời nói nó cũng giống như vũ khí vậy, nó có thể làm đau người khác, và lúc đấy em đau khổ như vậy thì em có kế hoạch nào để mà nói cho bà nội em biết? Tại vì á, trong nhà thì có hai người thôi, thì em không muốn giấu giếm bà em bất cứ cái chuyện gì hết. Từ cái việc ăn học em bữa nay không điểm, 5 điểm, 1 điểm hay sao đó em kể hết. Em bị bạn chọc quýnh hay thì sao em nói hết. Nhưng mà cái chuyện mà em bị hàng xóm chìm pha chỉ trích thì em không dám nói. Em sợ bà em buồn. Dạ, em sợ bà em buồn. Có mấy đêm em nằm ngủ thì phải lăn qua lại ngủ không được. Phải suy nghĩ sao, làm sao, làm cách nào để cho mà bà phát hiện hiểu được cái giới tính của mình vậy đó. Để mình có thể mà sống một cách mà gọi là sống tự do, sống thoải mái. Khi mà hàng xóm cứ nói gì thì nói, nhưng mà bà mình miễn bà mình chấp nhận là được. Em muốn làm điều đó để cho bà em đỡ bị xúc động quá hay là đỡ bị sốc. Nên là em đã tìm cách để nói cho bà em biết. Nói chung thì từ báo em chuẩn bị bao lâu em mới đủ tự tin để em kể cho bà em nghe cái câu chuyện của em? Dạ, có thể là nói là từ lúc mà em vừa phát hiện ra cho đến khi mà em năm em học lớp 12 là vừa hết năm học này nè chị, là em đã mới tâm sự như đúng là rồi. Một năm nay thôi. Đúng rồi, em mới tâm sự một năm nay thôi. Em là một người chuẩn bị rất là kỹ cho cái phần come out này. Dạ đúng. Tại rồi. Vì em chuẩn bị kiến thức rồi tinh thần cho bà 3 năm trời. Hôm đó thì em định là quay, em chỉ làm một phép thử thôi, thử coi là bà em có chấp nhận cái tính đó của em hay không, hay là khi mà bà nghe xong rồi là bà lại quạo, cáu gắt hay là bà lại sốc hay là gì đó. Em chọn cái cách là em làm clip. Em nói là bà ơi, bây giờ con là phải quay clip gì nè. Con nói là con muốn có chồng gì đó thì nội phải nói là nội đồng ý, nội muốn đồng ý, nội muốn con muốn lấy ai thì con lấy. Nội nhớ nha, nội phải nói gì đó, nội nói đúng kịch bản. Tại vì bà em hay già hay quên nên là em phải dặn trước kịch bản, rồi em phải lập cái kịch bản xong rồi á, em viết từng câu từng chữ ra xong rồi em cho bà em học thuộc, xong rồi mới lên rồi set up rồi mới quay. Lúc đó là 9 giờ tối rồi. Giờ mình muốn nói thử quá à, muốn nói thiệt ra cho bà biết luôn. Em cũng lưỡng lự vân vân. Xong cái em mới nói nói nãy giờ nói là nói thiệt đó nha, giới tính con vậy đó, giờ con muốn lấy chồng thiệt. Cái này nói thì làm sao nó làm, miễn hạnh phúc được rồi. Bà nội chị ngày xưa cũng rất là thương chị. Dạ. Và bà nội chị cũng biết chị ngày xưa cái giới tính như vậy luôn. Trong cái hoàn cảnh của bé này nó cũng gần tương đồng với lại của chị ngày xưa. Nhà xưa chị cũng hay tâm sự bà nội lắm, cứ nói với bà nội thích làm con gái, con thích mặc đầm mà hả, sợ ba mẹ la, cứ vậy cứ nói mặt mẹ với lại bà nội không ra làm. Câu chuyện của em nó tương đồng với cái câu chuyện của chị ngày xưa. Nhân câu chuyện của một người cháu với một người bà, chị Khánh Chi có muốn xem thử cái clip của Bằng gửi cho bà nội mình không? Muốn chứ, rất là mong muốn xem clip này. Mời mọi người cùng xem. Giờ là con mê trai quá, giờ muốn lấy chồng rồi. Để sao, cười là cười sao? Sao biết đâu. Lấy chồng nó thiệt á, có giỡn đâu nghe. Sao mặn tệ này tao không biết. Không biết mà cái mặt kìa không có cười vui gì hết chứ. Chị đã lấy chồng thiệt đó nha. Nha. Thiệt luôn á. Nói thiệt nha. Lấy chồng á. Chịu luôn. Cái clip dễ thương kìa. Clip rất là dễ thương. Quay cái đó là nói thật luôn á hả? Lúc cái là quay đó là em là chỉ là nói giỡn, vừa nói thật. Vừa nói giỡn vừa nói thật, là em chỉ làm một phép thử là ông bà ơi, bà quay clip với chị giống con nè. Xong rồi cái em mới vừa quay xong thì em quay qua em nói thật luôn. Rồi bà nội nói là sao? Bà nội nói là thôi mày làm gì đó, mày làm miễn mày là hạnh phúc được rồi. Em nghe xong cái em nói em muốn giả vô mặt mấy cái cho em thử em tỉnh dậy. Mà em không ngờ là bà em mới chấp nhận em một cách nhanh chóng vậy luôn. Theo chị nghĩ là bà đã cảm nhận từ lâu em như vậy rồi. Dạ. Tại vì cái người yêu thương mình, cha mình, ba mẹ mình để mình ra, hay là bà nội mình, giống như bà nội chị, sống chị từ nhỏ nên nó biết cái sở thích của mình. Nhưng có nhiều người lớn người ta biết nhưng người ta không nói, người ta sợ là nói ra là sợ mình ngại. Dạ. Anh muốn hỏi Bằng là nếu như em come out với bà như thế mà nhỡ bà không đồng ý thì lúc đấy những cái bước tiếp theo em làm sẽ là gì? Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho mình rồi. Có thể là bà không chịu hoặc có thể là bà chịu. Nếu như bà không chịu thì em phải làm như thế nào? Để khi mà bà không chịu thì em nói là nãy giờ con chỉ là làm theo kịch bản thôi. Nói giỡn. Chỉ là nói giỡn thôi, mình chỉ làm theo kịch bản này, mình quay mình kiếm tiền thôi nội ơi. Em cũng không có tính tới cái chuyện nội chịu nữa. Em chưa có tính tới chuyện đó luôn, em bất ngờ.
Nó bất ngờ thì nói luôn. Tại vì bà em thương em lắm. Em nghĩ là bà do từ cái chỗ mà bà em thương em. Quá thương. Bà thương em lắm. Bà dám nói ra. Bà thương em, bà nuôi em từ năm em 1 tuổi luôn. Cho đến khi mà em được cái hình hài bên lớn này nè. Bà em nó phải khổ cực chịu đựng rất nhiều với em. Bà em phải khóc rất là nhiều. Để biết thêm về tình hình của bà của bằng thì Tuấn lại xin mời chị Khánh Chi và bằng cùng xem lại một clip ngắn. Từ nhỏ nó bồ côi, tôi muốn cho cháu nó hạnh phúc. Tôi không muốn gầy, muốn nói gì hết trơn. Tôi đành chấp nhận cái giới tính của nó thôi, tôi không cần cái gì hết. Con xóm nói tôi chỉ chích đó, tôi thương con, thương cháu, thành ra tôi không có nói cái gì hết trơn. Để cho con cháu tôi nó hạnh phúc thôi. Tôi bảo vệ nó, tôi nói với cháu, với người ta tôi nói bà, cháu tôi không có bệnh hoạn cái gì hết. Giải thích với xóm ở xóm chứ, tại nó vậy chứ không phải nó bệnh hoạn. Do anh ơi, tôi thương cháu mà thay đổi suy nghĩ của mình. Cháu tôi không bỏ đâu. Chị biết không, sau khi xem clip em cứ thắc mắc như vậy nè chị. Là tại sao cái việc bằng nói riêng hay là tất cả mọi người LGBT nói chung là gay hay là bất kỳ gì đi nữa thì cũng đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác đâu, mà em không hiểu vì sao họ cứ lấy cái đấy để làm một cái cớ chỉ trích hoặc là miệt thị tất cả chúng mình. Em không hiểu. Tại vì họ cứ nghĩ là họ có con cháu là cộng đồng LGBT là họ xấu hổ với bản thân họ, và họ coi trọng cái vấn đề nó quá to tát. Tại vì chị nghĩ con, những người LGBT cũng là một con người, cũng là một người sống tốt. Nhiều người trong LGBT còn rất là giỏi hơn một người bình thường, nhưng họ không công nhận cái điều đó. Đó là cái điều thiệt thòi cho những người cộng đồng LGBT. Theo chị thì mình phải làm gì để giảm bớt cái vấn đề đó? Nếu như một người thì sẽ không thể nào làm được. Và tất cả mọi người hãy đón nhận tình yêu thương cho những người cộng đồng LGBT. Và đã thấy rất là nhiều hoàn cảnh các em rất là khổ, cần sự giúp đỡ, cần sự yêu thương, cần sự mở lòng, để cho tất cả mọi người LGBT và những người gay sẽ không còn cái nỗi khổ và nỗi lo và một cái sự tủi thân của mình. Thì điều đó rất là tốt cho xã hội. Chị nghĩ là em nên sống tốt để cho em không phụ lòng bà em yêu thương em. Dạ. Hiện tại thì bà em đã chấp nhận giới tính của em. Và bà em hiện tại là sống rất là vui vẻ. Và em đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cuộc sống sau này cho bà. Và dự định của em trong tương lai là phải hoàn thành sở thích chuyên môn của mình, đó là em thích diễn xuất. Nên là em phải cố gắng. Dạ đúng rồi. Thì em dự định học thêm như thế nào? Dạ, tương lai của em thì bây giờ em cũng không biết nói làm sao nữa. Lý do tại sao nó lại mập mờ như vậy mà nó không phải là một cái con đường mà em đã vạch sẵn ra cho mình? Từ nhỏ là em đã đam mê diễn xuất. Em đã tham gia nhiều chương trình tiểu phẩm kịch hài thì em đã giành nhiều giải. Em có thấy là em có khả năng diễn xuất hay là không? Hay là em chỉ thích là đi học điện ảnh thôi? Em chưa thử qua bao giờ, nhưng mà em tự tin là mình có, năng khiếu. Em có năng khiếu. Nhưng mà hiện tại thì em không thể nào đi học được, không thể nào học đại học hoặc là học diễn xuất này nọ được. Tại vì là hiện tại thì ở dưới quê thì chỉ có em và bà sống nương tựa với nhau. Em phải gác bỏ tất cả mọi thứ lại. Nói chung là em làm gì được em làm. Thứ nhất là vừa lo cuộc sống cho riêng mình, thứ hai là để lo cho bà, chăm lo cho bà tuổi già, để cho bà phải an nhàn hơn. Chuyện về sao thì chắc em sao em tính, chứ bây giờ em chưa biết sao. Có nhiều tình cảm với bà như vậy, anh nghĩ là em có rất là nhiều cái tâm tư và cái lo lắng của mình dành cho bà mà em chưa thể nào nói ra, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em có rủ bà em á là bà ơi, con giờ con muốn làm kiếm tiền thiệt nhiều để con dẫn bà đi du lịch. Nhưng mà bà em không chịu. Tại bà em sợ em là làm quá em đuối sức, cái lại là bà em sợ bà em tiết kiệm á, sợ hết tiền nên là không có muốn đi. Bà em thì thương em lắm. Đến cái khi mà hôm đó em nói là bao giờ con chuẩn bị là lên quay cái chương trình Come Out. Cái nội đuôi đi quay với con không? Bữa đó là tối rồi, 10 giờ đêm. Đi. Xong cái tới sáng ấy, thôi nội ơi bây giờ nó chắc chắn đi phải không, đừng mình bàn bạc nè. Thôi không đi đâu xa quá à, mệt lắm. Xong cái mấy bữa sau, cái bạn mới nói là cho tiền nè, đi mua đôi giày đi. Tại vì bà nói là trên con đường này nè, bà không thể nào mà bước tiếp được, không thể nào mà dẫn dắt con đi được, không thể đi cùng con lên chương trình được. Nên bà tặng con đôi giày để con bước tiếp một mình con. Đó, thì bà em có là thương em. Theo từ nãy giờ bằng tâm sự thì chị cũng rất là xúc động trước cái tình cảm của bà và em. Chị cũng mong em sẽ gặp được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, và em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Yeah. Và sẽ lo cho bà, sẽ làm cho bà thật là vui để sống những ngày còn lại với em. Yeah.
Anh cảm ơn Bằng đã đến với bọn anh ngày hôm nay và cảm ơn những chia sẻ rất là cảm động của em và bà của mình. Anh chúc hai bà cháu luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn mạnh khỏe.